mấy dây sạc đó rồi nha, 7K thôi. Nghe cái đợt sinh nhật Lazada nè, mình mua cho 5 sợi luôn để mình tặng bạn bè chơi. Nói chung cả là son thì nó cũng đã 10.000 mà hên xui rồi. Hàng này hàng dây dù nữa, chất lượng mà có 7K hốt liền. Tính mua nhiều nhiều mà thấy không cần thiết lắm, không cần thiết lắm nên mình mua ít thôi, mua tặng mấy người cần thiết rồi. Cái thực chất dây sạc mình giờ hiện tại mười mấy sợi mà mình mua để dành đó đó, có gì mình bán gì mình tặng kèm nữa bạn, tặng kèm khách đâu ha. Nói chung mình tặng hàng cũ thôi nha, tặng nhưng để xài được thôi chứ hàng mới thì không có. Thì lúc mình bán kèm hàng cũ thì mình tặng hàng cũ thôi, anh cho khách người ta có ý muốn làm ăn với mình nó bền xíu. Cái đó là những định hướng của tương lai mình thôi, bây giờ thì chưa đâu. Bạn nào muốn mua mình giới thiệu mấy chỗ uy tín mình mua chứ mình không bán ha, trước mắt thì mình không có bán để các bạn biết, đừng có hỏi mua nha. Rồi, cần thì mình chia sẻ đúng cái địa chỉ với giá rẻ, giá mì, giá gốc, chứ mình bán mất uy tín mất công nữa. Đây 5 sợi, 1, 2, 3, 4, 5, rất là may không có màu đỏ, màu hồng khá là đẹp, màu khá là chuẩn các bạn nha. Còn chất lượng thì mình hình xui rồi đó. Mà cái sợi này các bạn bảo đảm ra chợ Lạc Son ha, chợ Lạc Son Lý Thường Kiệt, Vĩnh Viễn, Lý Nam Đế, cái góc đó đó, sợi này người ta trả bạn không dưới 10k đâu, khoảng 10-15k, của mình khoảng 15-20k một sợi ha. Ý là chợ Lạc Son là chợ đồ cũ, đồ mới có, nhưng mà với tầm giá đó thì sản phẩm này không có thấp, không thấp giá. Ở ngoài đó người ta cũng mua mấy cái hàng công nghệ mà giá giảm đó, người ta ra ta bán, mình nhìn mình cũng biết giá nó cũng hơi cao trên Lazada, trên những đợt sale. Hình thử tùy nhu cầu mà các bạn chọn thôi. Nhưng mà đó cũng có hàng xịn đó, hôm xui mua 10k 15k gì đó được hàng xịn, xài bền. Còn này chưa test thử, chưa test gì giờ, chờ mình xíu nha. Rồi thì xịn cái máy đáng yêu của mình cũng hàng cũ, nói chung các bạn thấy mình xài gì là đa phần hàng cũ thôi nha, còn là hàng mới mình nói hàng mới, cái hàng cũ mình chắc lượng mình đã thích như vậy. Đấy, đấy, hàng cũ chất lượng chứ không phải hàng cũ mà đồ dởm. Rồi giờ mình test thử xài nha, mình test hai xài đi, tặng ông anh với bà chị. Rồi cắm vô nhưng nó có đèn lẽ thì rồi thấy không có mắc sét, không có dấu hiệu sét sạc nha. Để bạn biết là mình đang ở chế độ chưa sạc. Giờ mình cắm vô nè, đi cắm trên đầu. Ui mô. Cắm. Ok, sạc các bạn nha. Vậy là ok một sợi. Nó đi từ sạc. Đây, lên pin ha. Ok, sợi này ok. 7.000 các bạn nha. 7.000, wow, quá chuẩn, chuẩn hơn những cái hàng chợ, nhưng mà bình thường xài lâu hay không mình chưa biết ạ. Mình không dám chắc nha, cái hàng này mình không dám chắc là xài lâu các bạn, nhưng mà có xài được rồi. Rồi bây giờ tiếp đến hàng xanh dương, xanh dương cho bà chị một tím đi. Rồi xanh dương một tím đi, xanh dương tím được không? Xanh dương cho cho ông anh bà chị thôi, cho mình xanh lá cho nó tươi tắn tí đi. Một tím mà cầm cho nó buồn rầu nữa. Rồi im sợi các bạn nha, để mình đấu dây nha. Rồi bắt đầu tím nào bạn.
sao ok. Vô bạn nha, vô bên nha. Rồi, thì xin cái điện thoại. Để đúng đi ra là có sạc dự phòng mới đúng. Cái gì nó chai pin nha mọi người. Dạ, chai pin. Mình coi hình xui để coi năm sợi có hư sợi nào không. Sẵn là video làm cho chọn. Sợi thứ ba màu tím. Ok. Ok, quan nha. Rồi, ba sợi. Rút ra nè. Sợi màu màu xanh, xanh ngọc, xanh gì đâu biết, xanh ngọc, xanh gì đó. Rồi, thôi còn có mấy còn trăm pin thôi, tranh thủ chặt video này xong nữa cái là sạc pin được rồi. Cái này phải cái cho nó khớp, tại mình không thuận tay, mình thuận tay trái mà nha. Mình thằng tay trái chứ không phải mình thằng tay phải nên cầm mình chưa có vô cho nó vô khớp được liền. Rồi cái này nó cái sợi này nó bị ấy, nó chặt khớp hay gì đó. Để mình xem cái thằng khéo là nó hư hư cái chỗ sẹt trong là án mạng luôn. Rồi ok không khó. Rồi, dẫn vô rồi nha. Rồi. Rồi, thôi. Sao mà rút ra căng như vậy? Rồi, con sẽ cuối cùng. Màu bạc. Silver bạc nha. Rồi. Rồi, màu bạc thôi. Dẫn coi, số mình hên hết không nha. Nào, 1, 2. À dạ, sao mà trắng này nó cũng nhắc lên. Căng là sao căng vậy? Chết rồi. Mình phải đưa xéo xuống các bạn nha. Lấy cái này nè, cho là cái mũ nó cắm xuống nè. Các bạn xem kỹ nha, để mất công nó hư cái chấu sẹt của mình là coi như là bỏ cái thiết bị hoặc là thay thay. Cái cũng cứng chúng ta nhá nhá thôi, đừng cố quá để nó hư cái giấc cái chân sẹt ở trong, nó gãy chân sẹt trong rồi coi như là mệt đó. Mình nói mình lý do mình ngại thử điện thoại này vậy. Dạ không mà nha. Rồi ok ra là gắt. Rồi, ok, năm sợi ổn hết đó rồi nha. Đây, xong. Đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Đây là mình may mắn thử năm sạc đều ổn, 5 giây đều ổn. Đây. Nói chung với giá tầm giá này thì không đòi hỏi gì nhiều hơn nha. Cũng mặc dù nó có chày xíu xíu bông lớp chóc lớp ít. Đây, này có dán keo nữa nè, còn thấy keo nè, cái nhựa nó sao còn thấy dán nè. Phẩm giá này cũng không có đòi hỏi gì nhiều nữa mọi người. Chúng ta muốn chất lượng chúng ta thêm tí tiền chúng ta mua xịn ha. Một bạn ra chợ đặt son gì khó chúng ta lựa, thường là dây sạc trong chợ đặt son thì nó tốt quá mà, thường là khả năng nó hỏng ít. Rồi chúng ta cũng tìm những cái anh chị nào bán uy tín tí. Rồi nó cũng có hở các bạn nha, nó cũng có hở đầu rồi nè. Nói chung tầm giá này thì sản phẩm như thế này cũng phải chứ, mình cũng không có đòi hỏi gì nhiều được ha. Rồi xin chào và